Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho đêm nay và ngày mai, thứ ba, ngày 3 tháng 10 năm 2023. Thưa quý vị, trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục khoảng từ 14 đến 16 độ vĩ Bắc, kết hợp với gió mùa tây nam có cường độ trung bình. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào nhiều nơi và rải rác có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2. Hình thái thời tiết này sẽ biểu hiện rõ rệt nhất ở khu vực phía Bắc tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đàm Rồng. Ở khu vực này, độ ẩm không khí trung bình sẽ từ 85 đến 90%, nhiệt độ sẽ dao động từ 18 đến 23 độ C. Vào lúc sáng sớm và đêm khuya, nhiệt độ nằm trong khoảng từ 18 đến 20 độ. Buổi trưa là thời điểm nhiệt cao nhất trong ngày, từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía đông tỉnh bao gồm huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh cũng sẽ có hình thái thời tiết tương tự với khu vực phía Bắc. Độ không khí khu vực này cũng duy trì trung bình từ 85 đến 90%, nhiệt độ dao động từ 18 đến 25 độ. Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Chúng ta cùng đến với khu vực phía Nam tỉnh gồm huyện Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc. Ở khu vực này sẽ có ngưỡng nhiệt dao động từ 19 đến 25 độ C. Độ ẩm không khí ở khu vực này cũng xấp xỉ từ 85 đến 90%. Mây thay đổi, những cơn mưa rào sẽ xuất hiện vào chiều và tối, rải rác có mưa vừa, mưa to. Là khu vực có nền nhiệt độ cao nhất tỉnh, nhưng trong ngày mai, với ngưỡng nhiệt duy trì từ 23 đến 30 độ, sẽ là mức nhiệt dễ chịu đối với người dân khu vực phía Tây Nam, bao gồm các huyện Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Tại khu vực này vào ngày mai cũng sẽ có độ ẩm không khí dao động từ 85 đến 90%. Thưa quý vị, có thể nói rằng du lịch canh nông là một sản phẩm du lịch mang tính đặc thù và là thế mạnh rất lớn của Lâm Đồng. Phát triển du lịch canh nông không chỉ giúp người nông dân tăng thu nhập mà còn là giải pháp tốt để quảng bá hình ảnh các sản phẩm nông nghiệp đi khắp nơi. Đây cũng là động lực thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, qua đó giúp người dân có doanh thu kép từ nông nghiệp công nghệ cao. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu rõ hơn về nội dung này trong chương trình 365 ngày chuyển động phát sóng ngay sau đây. Khép lại chương trình sẽ là phần dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cùng bản nhiệt độ tại các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.